Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta quay trở lại với ngòi bút của tác giả Hải Tâm qua một tác phẩm mới có tựa đề là Chân Cũ và câu chuyện thưa quý vị rất hay rất nhân văn mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ở ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình soạn Trong khu biệt thự ven sông mấy tháng nay, bỗng nhiên xuất hiện hai bà cháu mang dáng vẻ nghèo khó, khắc khổ đến sinh sống trong một căn biệt thự bể thế. Khác hẳn với ngôi nhà lộng lẫy sang trọng là hai người một già một bé, lúc nào cũng có khuôn mặt buồn rười rượi Quần áo đã cũ bạc màu lại còn có chỗ khâu đi khâu lại nhăn nhúng đừng chỉ. Bà già chắc chỉ mới ngoài 60, nhưng có lẽ thân cò dặm trường cho nên trông nhăn nheo héo mòn như một quả hồng chín nẫu trên cây. Còn thằng bé con nghe đâu đã 13 tuổi, nhưng thân hình gầy gò bé tí tẹo như đứa trẻ học tiểu học. Một bên chân của nó đi cả nhắc cả nhắc, ống quần buông thõng với đôi nạng gỗ. Đi một đoạn đường rồi lại ngồi bệt xuống, kéo cái ống quần lên nhăn nhó diên rỉ, vì vết thương cắt tận đùi vẫn chưa lành lại. Vì cái hình dạng đặc biệt của mình cho nên ngày nào đi học nó cũng bị lũ bạn cùng trăng lứa đuổi theo để trêu chọc. Có thằng Khang cháu của bà Tư tiệm vàng là ghê gớm nhất. Hề thấy thằng bé con kia ở đâu là nó lại đẩy cho ngã rồi lấy cái xác to béo của mình, ngồi đè lên bụng mà cười khoái chí. Hai bà cháu kia là bà Minh Thẹo và thằng bé Mạnh. Họ là người ở dưới miền Tây, quanh năm làm lũ khổ cực, đi bóc sơ dừa chạy ăn từng bữa, Thế mà ông trời cũng chẳng thương tới. Đang học giữa lớp 6 thì thằng bé Mạnh vĩnh viễn mất đi một bên chân trái do bị tai nạn giao thông trong một lần đi đẩy xe dừa cùng bà ngoại. Tuổi thơ của Mạnh đắp bữa đói bữa no, chưa giúp trong căn nhà lợp lá dừa do chính quyền dựng tạm cho ở. Cũng chưa một lần biết mặt mũi bố mẹ thế nào. Rồi giờ lại mất đi chân trái khiến cuộc sống của nó như là rơi vào địa ngục. Những ngày Mạnh ở viện, bà Minh khóc đến mở cả mắt vì thương cháu. Bà con lối xóm thì cùng nhau góp tiền góp gạo nuôi đứa bé bất hạnh. Mãi sau này có một phóng viên tới viện làm từ thiện, biết được hoàn cảnh của Mạnh mới đăng tin kêu gọi ủng hộ trên báo. Nhà được một khoản tiền khá lớn của các Mạnh thường quân, thằng bé mới có cơ hội được lên Sài Gòn lắp chân giả. Cứ vừa lúc đó mẹ của thằng Mạnh đang làm ăn trên Sài Gòn mới xuất hiện về thăm con sau gần 13 năm mất tích. Mạnh là kết quả của đời chồng hờ đầu tiên vào năm 20 tuổi. Sinh thằng bé ra còn chưa dụng dây rốn, Ngọc đã mang nó về cho mẹ đẻ nuôi, rồi lại bỏ lên Sài Gòn chạy theo một người tình khác. Từ đó tới nay Ngọc chưa một lần gọi lên một cuộc điện thoại hỏi thăm mẹ và con trai mình. Biệt tâm biệt tích cho tới khi đọc được tin người ta đang kêu gọi quyên góp cho thằng bé Mạnh ngọc mới tỏ ra đau xót tìm lại đứa con mình bé bỏng tội nghiệp và căn biệt thự mà hai bà cháu đang ở tạm kia chính là một trong những căn nhà của người tình ngọc ngọc đưa mẹ và con của mình tới nhà để tiện đi vào viện thăm khám mỗi tuần ngọc sẽ đưa mạnh đi viện một lần mỗi lần như thế ngọc lại rút đi một số tiền kha khá trong thẻ ngân hàng mà các nhà hào tâm vẫn đang ngày ngày gửi tiền vào từ ngày Mạnh phải đến viện thường xuyên để tập phục hồi chức năng, thì người tình già của Ngọc đã xin cho thằng bé nhập học vào một trường tư thục chỉ cách nhà 500 mét. Mọi chi phí ông ta đều chi trả đầy đủ. Tất nhiên không phải ông ta đầu tư miễn phí cho Mạnh, mà đổi lại Ngọc phải sinh bằng được cho ông ta một thằng con trai như Mạnh để nối dõi tông đường. Nếu Ngọc sinh được con trai, chắc chắn căn biệt thự ven sông kia sẽ được sang tên cho Ngọc chứ không phải mỗi tháng phải ngửa tay xin mấy triệu bạc tiền tiêu vật nữa. Ngọc thì vốn siêng ăn nhắc làm, trẻ thích ăn trắng mặc trơn, trẻ lại phú cho nhan sắc mặn mà, một làn da trắng sứ. Có một lần sinh nở lại càng nhuận sắc cho nên được làm người mẫu độc quyền cho một trung tâm làm đẹp, thu nhập cũng rất là khá. Mỗi tội Ngọc ăn chơi đàn đúng vung tay quá chán, để sắm xanh quần áo mỹ phẩm, cầu những chuyến du lịch sang chảnh, cho nên đang gánh một khoản nợ lớn với bọn cho vay nặng lãi. Bởi vậy dù không muốn vẫn phải cứ bám lấy người tình già. Thả giống nơm nớp no bị chính thất phát hiện đánh ghen còn hơn ăn mì tôm xuông trong phòng trọ. Ra được người tình mà cả một căn biệt thự đổi lấy đứa con thì chẳng tội gì Ngọc không đồng ý. Trước mắt cứ tiêu tạm tiền của người ta quyên góp cho mạnh Đến lúc tiêu hết tiền chữa bệnh của mạnh thì à cũng đã sinh con. Lúc đó sẽ tống cổ hai bà cháu về quê Một mình ở trên này cho rảnh tay rảnh chân Ăn chơi bay nhảy Bà Minh thật thà chất phác Không hiểu hết bản tính con gái của mình Cứ nghĩ cuối cùng Ngọc cũng biết thương mẹ thương con Giờ còn kiếm được người chồng cưng chiều Giúp đỡ cho con riêng thế này thì quý lắm Khi được Ngọc tỉ tê tâm sự muốn tự lo cho con Bà Minh cũng yên tâm giao thẻ ngân hàng cho Ngọc quản lý Bên trong số tiền đã lên đến gần 2 tỷ đồng mà bà chẳng hề hay biết. Ngọc sẽ dùng tiền đó vào những cuộc ăn chơi thác loạn. Kèm được tiền trong tay Ngọc rút ra một nửa trả nợ xã hội đen, nộp 150 triệu cho mảnh đi tập vật lý trị liệu ở trung tâm phục hồi chức năng. Số còn lại Ngọc bắt đầu vung vào những lần đi shopping không thèm nhìn giá, tiệc tùng cùng với bạn bè. Ngọc cũng chẳng mấy khi qua lại căn biệt thự ven sông nữa, à lấy lý do bận rộn công việc cho nên để cho mình từ chống nạn đi học hoặc bắt xe buýt vào thành phố điều trị dù nó chỉ mới 13 tuổi đầu lũ trẻ trong khu này thì đều là con cái nhà giàu hầu hết quen thói bắt nạt người khác nên hết thấy mạnh tập tĩnh ngoài đường là kéo nhau ra chọc phá đứng đầu lũ nhóc hư đốn này chính là thằng khang khang sống với bà nội bố mẹ đều sinh sống ở nước ngoài cho nên nó được bà nội chiều chuộng, cung phụng như một tiểu vương. Đúng như câu nói cháu hư tại bà. Mới học lớp 9 mà Khang đã chuyển trường đến 4 năm lần. Đến đâu người ta cũng phải lắc đầu ngán ngẩm vì thằng bé chuyên đánh bạn một cách dã man khi không đạt được thứ nó muốn. Chờ bới mà sát cô giáo như con ở. Dạo gần đây nó lại được chuyển về học trường liên cấp tư thục gần nhà với Mạnh. Mới vào hồng được hai tháng mà gây không biết bao nhiêu chuyện Khiến thầy cô đau đầu Đều như vắt tranh ngày nào Khang cũng kéo theo một lũ nhóc Chạy từ bên khối lớp 9 xuống khối lớp 7 Để chiêu chọc mạnh với những từ ngữ thậm tệ Chúng kêu mạnh là thằng chân gỗ Là thằng con hoang mẹ làm đĩ Có lần nó còn đầu tiêu vất nặng của mạnh Giấu vào nhà vệ sinh Khiến thầy cô phải nhau lên đi tìm sau mỗi giờ Hồng biết mạnh sẽ đi về một mình Cho nên Khang với đám bạn cùng khu nhà Sẽ đứng dính ngay ở đầu đường Thấy mạnh đi qua thì xông ra kéo nạng của mạnh Khiến cho thằng bé tàn tật ngã lăn ra đường Thế cái dáng vẻ khổ sở nhăn nhó vì vết thương đang cấu xé Cùng những giọt mồ hôi ướt đầm trên khuôn mặt đen đúa của mạnh Chúng lại phát lên cười thích thú Hôm nay cũng là một ngày như vậy mằng cho mạnh van xin Khang chẳng những không trả lại cái nặng gỗ cho mạnh mà còn bắt nó phải bò lít trên đường nắng rát để lấy lại chiếc nặng Ở đằng sau là một thằng khác cầm roi quất vào chân của mạnh dục thằng bé phải bò tiến lên như đánh một con vật. Thằng bé con bất lực nước mắt ứa ra hòa lẫn với mồ hôi. ngước đôi mắt đen đỏ ngầu nhìn theo lũ trẻ con lành lặn đang chạy nhảy trêu chọc nó vết cắt trên đồi chân trái lại càng đau đớn hơn khi bị cọ sát xuống mặt đường nhựa nắng nóng như đổ lửa mấy cái thằng này được cây nạng đi cho tao một tiếng quát từ đằng sau khiến đám trẻ con giật mình rồi co cụm lại nhìn nhau thằng khang cúm đốm đưa trước nạng lại cho một thằng bé ngồi trong con xe hơi sang trọng vừa đỗ kịch trước mắt đó chính là bảo con của một chùm bảo kê có tiếng ở sài gòn Bảo 17 tuổi cũng học trong hệ thống trường liên cấp mà Mạnh và Khang đang theo học Nhờ cái uy của bố mà đi đến đâu, đám nhóc cũng phải kiêng nề Bảo vài phần Nhất là phường buôn bán ở khu chợ Sài Gòn thì đặc biệt con cái của mình đi học Không được đụng đến một cọng lông của Bảo Nếu không bị Bảo đánh cho nhừ xương Thì vì nhà bố mẹ cũng bị bố của Bảo dần cho một trận lên bờ xuống ruộng Bảo nhận lấy chiếc nạng gỗ từ khang Không quên vào một cái nảy đom đóm vào má núng đính mỡ của thằng nhóc Rồi hùng hồ đặt chiếc nạng xuống đất chỗ của mạnh đang nằm Rồi quay ra nhìn đám nhóc của thằng khang mà quát Từ nay về sau đứa nào bắt nạt thằng em tao thì xác định với tao nghe chưa Bị dọa trong một trận thì khang khiếp vía Vội lý nhí vâng dạ Rồi cả đám chạy mất xếp Bảo cúi xuống dìu mạnh lên rồi hỏi Còn mày tên gì Bị bọn nó chọc không biết đường phang cho nó một trận à Con trai gì mà khóc nhè Hèn Mạnh gạt nước mắt ngước đôi mắt tội nghiệp Nhìn đàn anh định phân trần Nhưng lúc này nhìn cái ống quần đồng phục của Mạnh đang phất phơ Bảo Trần cực lại chăm chú nhìn sượng xào Có lẽ biết mình vừa đặt ra một yêu cầu quá cao Với một thằng bé tật nguyện cho nên Bảo nói lại Đã què quạt lại còn bị chúng nó hành Bố mẹ đâu mà không đưa rước mày đi họp thế hả à? Mà mày tên gì thế? Anh hỏi phải mở mồm ra trả lời chứ Mạnh cũng bị cái tiếng hung dữ Của bào dọa cho mất mật Nó có giống người lý nhí trả lời Bằng chất giọng miền Tây Em tên Mạnh cảm ơn anh à Trời đất cái tên Mạnh Mà mày yếu hiểu à Mày cũng học liên cấp đức trí à Từ nay có chuyện gì tôi kiếm tao Ở bên lớp 11C Đừng khóc vì mấy cái thằng mất dạy đó Nhà đâu tao kêu tài xế đưa về luôn Dạ nhà em ở gần ngay đây thôi Em tự đi bộ về cũng được em cảm ơn anh à Mạnh cúi gầm mặt trả lời Nghe vậy bảo cũng chẳng nói thêm Nó khoát tay ra hiệu cho Mạnh tự đi về Còn mình trèo lên xe dõi mắt nhìn theo À quên tao tên Bảo nhé Nhớ tao học lớp 11C Bảo gọi với theo khi thấy cái bóng nhỏ thó gầy tông teo của Mạnh Đã tập tĩnh đi đến cuối con đường sau đó bà cũng kêu tài xế lái xe về nhà Mạnh lúc này không còn khóc nữa Nó mỉm cười hạnh phúc ghi nhớ tên của người anh vừa cứu nó Từ hôm được bảo ra mặt giải vây một lần Cuộc sống của Mạnh cũng dễ chịu hơn hẳn Vì không còn bị bọn thằng Khang bắt nạt nữa Thế nhưng với cái bản tính ngỗ nghịch từ bé Khang chẳng chịu ngồi yên được lâu Hơn nữa nó bị ăn một cái tát cháy má Lại càng thù hẳn với cái thằng nhỏ chân gỗ hơn ngồi trong sân trường khang cùng mấy thằng bạn trí cốt túm tụm lại với nhau bày kế chơi khăm mạnh một vố thật đau mà không để cho bảo phát hiện tan giờ học năm thằng nít xanh tổ chức lén lút đi theo mạnh đi khúc rẽ vào nhà của mạnh thấy xung quanh vắng vẻ vì giờ này người lớn đều đi làm hết khang mới chạy lên đấm thẳng vào đầu của mạnh một cái làm cho mạnh ngã nhào vào bờ hoa hồng rồi cười như nắc nẻ bị đầy bất ngờ mảnh cắm mặt vào bụi hồng cho nên khuôn mặt nhỏ thó đen nhầm của nó dì ra mấy giọt máu vì mấy vết cay đâm khang cùng mấy thằng bé khác đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy mảnh vùng vẫy mà vẫn chưa chui ra được khỏi mấy bụi hoa hồng nó tiến lại hất văng đôi nặng gỗ của mạnh ra ngoài đường rồi hất hàm rẻ biểu đáng đời mày ai bảo vì mày mà tao bị anh bảo đánh vừa nói khang vừa học đòi người lớn nhổ một bãi nước bọt xuống đất để ra cái vẻ đại ca máu mặt. Mạnh đau đớn cô bò ra ngồi bệt xuống đường, run rẩy nhìn lũ trẻ đang cười nhăn nhở, mà như nhìn thấy quỷ. Nó tức giận nắm tay lại thành nắm đấm, nhưng lượng sức mình chẳng đánh lại được bọn này. Có khi còn bị ăn đòn thêm, cho nên Mạnh cố nuốt cục tức vào trong, nhưng chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt ấm ức đang chảy dài trên mặt. Nước mắt lẫn vào máu đau sát, Mạnh cũng chỉ biết lén thấm vào vật áo trắng đồng phục, chứ không hề kêu rên một tiếng. Nhưng có lẽ Mạnh càng nhìn, lúc trẻ quỷ quái kia lại càng thi ghét. Cho nên một thằng trong đám chạy lại, đổ lên đầu của Mạnh một chai nước tiểu hôi hám mà chúng đã chuẩn bị từ trước, rồi cười nhẹ nhận. Đáng đợi cái thằng khố sách áo ôm chân gỗ, dám dẫn mặt với tụi tao hả? À? để xem hôm nay có anh nào tích cứu mảnh nữa không. Những vết xương đang dì máu trên cơ thể của Mạnh lại càng sót, đào rát đến mụ cả người. Mạnh co do nằm lăn dưới đất vì đau, nước mắt máu và mồ hôi hòa lẫn với nhau, rằng xé cơ thể nhỏ bé của Mạnh một cách không thương tiếc. Nhạc thể có người đang đi tới, cả đám của Khang vội co giò chạy trốn, để Mạnh một mình đau đớn, tồi hồ, nằm ôm chặt đôi nạng gỗ nhỏ bé hôm đó trở về nhà thấy mạnh cả người dính đầy đất cát bốc mùi khai nồng lẫn máu lấm tấm mà chín áo bà minh hốt hoàng hỏi thăm nhưng mà mạnh lầm lì chẳng nói năng câu nào đi vào phòng tắm rửa thay quần áo rồi lên giường nằm ôm gối mà khóc bà minh lòng như lửa đốt vội gọi cho ngọc về đưa mạnh đi khám vì bà mắt đã kém chẳng biết đường xá thế nào ấy thế mà khi nghe qua tình trạng của mình ngọc lại cấu kỉnh với mẹ bà cứ làm quá lên trẻ con đi học đứa nào chẳng nghịch ngợm thằng này lại còn bị què quạt nên ngã là chuyện bình thường bà lấy nước muối mà lau rửa vết thương cho nó là xong chưa hơi tí đòi đưa đi khám tiền đâu mà khám lắm vậy tiền mẹ đưa hết cho mày rồi còn gì phải khám xem có ảnh hưởng tới vết thương ở đùi không chứ nhỡ nhiễm trùng hoại tử thì khổ thân thằng bé bà mình yếu ớt cử cãi lại Thế nhưng Ngọc lại càng tỏ ra khó chịu Mà kể sự lo lắng của bà Minh đối với đứa con mà ả đứt ruột đẻ ra Ngọc giờ cái giọng chua ngoa đánh đá ra mà nhức móc bà Minh Bà biết lo thế sao không đưa đón nó đi học cho nó an toàn Đến lúc xảy ra chuyện rồi lại kêu tôi Hờ tí ra là đòi đưa đi khám Bà làm như tiền bà đưa cho tôi nhiều lắm mấy Mà còn dư giả khám với trả non Tôi nộp hết cho nó đi tập phục hồi rồi Còn tiền ăn tiền uống nữa chả còn lại bao nhiêu Phải tiết kiệm chứ Nói rồi Ngọc dập máy cây rụp. Còn bà Minh thì thất vọng đi vào trong phòng kiểm tra tình hình của đứa cháu ngoại tội nghiệp. Mày nằm trên giường quay mặt vào tường, nước mắt đã ướt đẫm chiếc gối. Lâu lâu lại nấc lên một tiếng vì không còn kìm nén nổi. Mới 13 tuổi đã chịu bao nhiêu cây đắng tuổi hơn. Cho nên Mạnh cũng đã tôi luyện cho mình một vỏ bọc kiên cường trong cơ thể còm cõi ốm yếu nó chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu nói ra bà ngoại sẽ lo lắng Sẽ khóc nhiều hơn đôi mắt dễ mà mù lòa hẳn Thế nên bao nhiêu ấm bức đau khổ mạnh tự nuốt vào trong Nó ngây thơ cho rằng như vậy là bà sẽ không biết Không lo cho nó nữa Từ hôm đó mạnh bỏ ăn Để cái bụng đói nằm lì trên giường mằng cho bà hết lời động viên Rồi canh lúc bà không để ý mạnh chống nạng lèn ra ngoài đường định bỏ đi khỏi cái khu nhà đầy sự kỳ thị đau khổ này mạnh nghĩ nếu không phải chăm sóc cho mình chắc chắn bà ngoại sẽ đỡ khổ hơn bà sẽ về quê tiếp tục sống trong cái xóm dừa nghèo nhưng luôn vui vẻ bên bà con chòm xóm trong đêm tối bóng của thằng bé con nhỏ thó tập tễnh bước đi tiếng nàng gỗ gõ lên mặt đường trong đêm khuya lộp cộp đều đều cho tới khi chìm hẳn vào cơn mưa như là chút nước của sài gòn nước mưa lạnh toát thấm dần vào da thịt vào vết thương khiến cho mạnh run lên vì lạnh vì đau thằng bé cô nếp sát ngồi dưới máy hiên một căn biệt thự ở đầu đường mơ hồ nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc sống dưới quê cùng bà ngoại hai bà cháu ngày ngày đi chặt dừa thuê mùa nước nổi thì theo lũ trẻ con đi vớt cá vớt tôm tuy nghèo tuy đói nhưng chưa bao giờ phải chịu uất ức chưa bị xỉa sói khinh biệt như bây giờ vừa đói vừa rét run lên nơi tròm vết cắt ở chân trái như có hàng trăm mũi dao đang xiên qua đầu đến thấu xương mạnh từ từ gục xuống vòng tay tự ôm lấy cơ thể của mình để tìm chút hơi ấm còn sót lại ngày hôm sau người ta phát hiện ra một thằng bé con cùng đôi nạng gỗ chết gục dưới hiên căn biệt thự bề thế nhất trong khu nhà giàu có và ngôi nhà đó chính là nhà của bảo cậu bé duy nhất từng đứng ra bảo vệ mạnh khi bạn bè ước hiếp bắt nạt. Tuy bảo còn nhỏ nhưng cũng sớm hiểu chuyện, biết thằng bé mạnh chết cống trước cửa nhà mình thì không những không sợ mà còn giúp người lớn chuẩn bị hậu sự cho mạnh. Biết gia đình của bà Minh hoàn cảnh gọi cho mẹ đẻ thì hay tin cô đang đi du lịch tận bên Thái Lan, chưa thể về gấp được, nên chính quyền đành phải tự tổ chức đưa Mạnh về quê an táng mà cũng nhờ bố giúp cho nhà bà Minh một phần chi phí lo ma chay và xin theo xe về quê với Mạnh. Đứng trước nấm mộ nhỏ ở ngoài đầm, bảo rơm rớm nước mắt đắp thêm một nắm đất mà nghẹn ngào nói. Tao xin lỗi vì không giúp được nhiều cho mày. Hôm nào tao cũng đi theo canh cho mày. Mấy hôm kia tao đi học thêm nên mày mới xảy ra cứ sự như vậy. Nhất định tao sẽ trả thù mấy thằng đó cho mày nghe. Yên nghỉ đi. Nếu có kiếp sau thì làm em trai tao Tao hứa sẽ bảo vệ cho mày Thì ra cho đến lúc chết Mạnh vẫn luôn cảm kích tấm lòng của Bảo Vì chưa từng quen biết Nhưng đã dũng cảm dạy cho lũ nhóc con ngỗ ngược kia một bài học Khi chúng bắt nạt Mạnh Trong quyền nhật ký để lại dưới gối Nhiều lần Mạnh ước có một người anh trai như Bảo Vốn Bảo luôn ấy náy dặn vật Vì hồi 10 tuổi đã từng bất thận trọng Khi mà chơi đùa khiến cho một thằng bạn ngã ra đường bị xe tông dẫn đến liệt cả hai chân. Nên lần đầu tiên Thích Mạnh bảo đã rất thương và thường đi theo sau mỗi lần tan học để bảo vệ Mạnh khỏi đám cổ khăn. Rồi đọc được những dòng chữ non nớt ngây thơ trong quyển nhật ký. Bảo đã rất cảm động và tự hứa sẽ không để yên cho mấy thằng nhỏ bắt nạt Mạnh. Khiến Mạnh bỏ đi nên mới dẫn tới cái chết thương tâm này nắm thằng khang thì vẫn hồn nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì Bọn nó vẫn ngày ngày tới trường bắt nạt bạn bè và được bố mẹ ông bà đứng ra thu xếp mọi hậu quả chúng để lại không chẳng mấy ngày mà chúng quên luôn thằng nhóc chân gỗ nhỏ thó đen nhẹm, từng bị chúng bạo hành đến mức phải bỏ đi dẫn tới phong cả mạng vì chúng đã tìm được một thú vui mới đó là cỏ mỹ thằng khang luôn cầm đầu mấy thằng học sinh lếu láo của khối lớp 9 cũng là thằng khiến nhà trường đau đầu nhất vì vừa học kém lại vừa hung hăng hễ không vừa ý là nó lại dở thói côn đồ giờ nó lại còn ngang nhiên mang cỏ mỹ vào trường sử dụng khiến những học sinh khác đều lo sợ mà chẳng ai dám lên tiếng vì sợ bị đánh nhiều lần bị các phụ huynh khắc kiện nhưng nhà trường không thể cho thôi học vì đã bước vào năm cuối cấp nhà khang và mấy thằng khác đều lại lắm tiền lắm của đã đầu tư cho ngôi trường liên cấp này một khoản kha khá. khá. Ban giám hiệu như là há miệng mắc quay. Dù Khang và đám bạn gây ra lỗi lầm gì, vẫn phải mắt nhắm mắt mở lấp liếm, hoặc chỉ áp dụng các biện pháp kỷ luật nhẹ nhất để không mất lòng các nhà đầu tư quan trọng. Và chỉ sau một tuần xảy ra cái chết của mạnh, nhà trường nhận được thư nạc xanh tố cáo Khang và bốn đứa bạn bạo hành đàn em khóa sau dẫn tới đó phải tự tìm tới cái chết Bức thư miêu tả chi tiết từng hành vi của đám khang khi chúng bày trò chọc phá ức hiếp mạnh cùng một số bức ảnh cắt ra từ máy quay gắn trong khu biệt thự ven sông. Cùng ngày những video khang tụ tập sử dụng cỏ Mỹ ngay trong lớp học được phát tán trên bảng tin điện tử của nhà trường và gửi vào mail của hội phụ huynh, ban giám hiệu. Sự việc lần này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cũng như danh tiếng của nhà trường. Các phụ huynh khác đồng loạt gửi đơn khiếu nại Đề nghị chuyển lớp cho con cái của mình khỏi lớp có Khang theo học Và giám hiệu bắt buộc phải thỏa hiệp với người nhà của Khang Và mấy thằng khác để chúng tạm nghỉ học một tuần Chờ điều tra làm rõ Không phải tới lớp thì nhóm của Khang lại càng sung sướng hơn Mỗi việc ở nhà ăn chơi đàn đúng Tuy nhiên sau mấy hơi cỏ mỹ Thằng Khang bắt đầu sừng cổ lên chửi thề Vì cây cú người đã chơi chúng một vố vẽ mặt sau khi cả nhóm bàn bạc chúng cho rằng sự việc video chúng ăn chơi chắc chắn là do bảo gây ra cho nên lại càng tức giận quyết tìm bảo để trả thù nhưng để tiếp cận được bảo không phải là dễ vì lúc nào bảo cũng được đưa rước bởi một lái xe một vệ sĩ kể có ở trong trường hầm cũng khó có cơ hội ra tay đánh úp vì bảo từ nhỏ đã được bố cho khổ luyện học võ để bảo vệ bản thân tránh gọi những đối thủ trong việc làm ăn của gia đình tìm tới gây chuyện. Mấy thằng suy nghĩ nát óc vẫn chưa có kế sách nào thì tự giải tán ai về nhà nấy đi ngủ. Riêng thằng Khang vừa vứt con SH đời mới giữa sân thì nó leo lên phòng đánh một giấc ngon lành. Chờ tới giờ giúp việc sẽ gọi xuống ăn cơm. Thế nhưng căn phòng của nó bỗng nhiên tối sầm lại. Trong đầu của Khang có một giọng nói quen thuộc của mấy thằng bạn thân. Khang ơi Đi chơi với tôi thao Trong cơn mơ ngủ Khang như người bị mộng du lững thững đi xuống tầng 1 Rồi vòng ra gara theo tiếng gọi của đám bạn Trong không gian tĩnh lặng lại có tiếng nói lao sao Lẫn với tiếng gió và tiếng lộc cổng gõ nhẹ nhẹ trên đền gạch Khang ơi Anh đi với em không Đi chơi với em Khang nhận ra tiếng nói này không phải là của bất cứ thằng bạn nào trong nhóm Lại đặc sệt tiếng miền Tây thì nó dùng mình một cái. Cố mở to hai mí mắt đang nặng trịch ra quan sát xung quanh. Trần Khang thấy lạnh hết cả sống lưng vì qua lớp sơn bóng lộn của con xe ô tô đang đậu trong gara. Nó thấy đằng sau lưng mình có một thằng bé nhỏ thó mặc áo trắng đang đứng nhìn nó. Lúc này trời cũng đã nhá nhem nhưng Khang thì vẫn còn có thể thấy rõ được mặt thằng kia rất quen thuộc. Đó chính là thằng bé trên gỗ mà nó vừa kịp quên mất tên dưới mặt sân đang đọng nước mưa là dấu dày cùng hai vết tròn của đôi nạng gỗ để lại dính đầy bùn đất. Khang ú ớ không nên câu khi cái thân hình gầy gò siêu vẹo của mạnh đang từ từ tiến lại gần. Mày hại chết tao, ta bắt mày phải trả giá. Một tiếng nói mong manh như đến từ cõi khắc vang vọng khắp không gian lại chất chứa đầy thù hận. Khang sợ hãi đi lùi vào trong gara, Hai tay bịt chặt tay mà hét lên Không Mày chết không liên quan đến tao Không phải tao Nhưng một làn hơi lạnh buốt càng lúc càng rõ vào vào mặt Đôi nặng gỗ đắt chạm tới tận ốc của Khang Khiến nó thu lù vào góc gara mà bưng mặt khóc nức nở Bình thường Khang hung hăng bậm trợn là vậy Nhưng lúc đối diện với bóng ma của một nạn nhân Trong mấy trò bạo lực học đường của nó Thì lại trở nên yếu đuối run rẩy như cầy sấy Khang biết rằng lúc này chỉ mình nó phải đối mặt với hậu quả mà nó gây ra. Chẳng có tiền bạc địa vị hay là người bà quyền lực nào có thể giang tay ra bảo vệ nó. Cái bóng đen nhỏ thó của Mạnh lại tập tĩnh đi tới gần Khang hơn. Án ngữ ngay trước mặt thằng nhóc to xác mà đang khóc lóc sợ hãi. Mạnh cười lạnh một tiếng cùng với lời nói đầy thù hận. Mày có sợ không? Mày thấy vui khi ăn hiếp tao lắm cơ mà sao giờ lại như con chuột cấu nhát chết thế khang cố vùng vẫy xua đuổi thằng bé chân gỗ nhưng như ném đá xuống nước chẳng có chút tác dụng nào vừa lúc đó bà nội của khang từ ngoài tiệm vừa đánh con xe khác vào sân thế khang đang là hết một mình trong gara thì vội vàng đẩy cửa chạy ra ôm cháu vào lòng để chấn an nó thế nhưng khang như là một con ngựa điên nó vùng khỏi tay của bà nội nhảy lên con sh dựng ở giữa sân phóng một mạch ra ngoài đường. Văng vẳng bên tay của Khang là mấy tiếng nặng gỗ, gõ đều đều trên mặt đất và tiếng kêu khè khẽ của mạnh. Mày phải trả giá, phải trả giá. Khang chạy mãi lên cầu qua con sông Sài Gòn, tiếng nặng gỗ vẫn còn ám mạnh trong tâm trí, khiến nó càng vít ga mạnh hơn. Đến khi vào khúc cua của đường ngược chiều thì Khang bị trói mắt do đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mặt. Nó lào đào mất tay lái và đâm sầm vào trụ cột điện cao áp ở bên đường. Cô đâm mạnh đến nỗi đầu của con SH bị nát bét. Để lại trên trụ cây cột điện một vết lõm siêu vẹo. Còn Khang bay khỏi xe phải gần chục mét. Máu bè bét khắp người. Được người dân đưa đi cấp cứu. Chẳng biết sống chết thế nào. Ngày hôm sau ở con hẻm sau trường đợi mãi chẳng thấy thằng Khang đến. Bốn đứa còn lại là quân trung tài thông bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Vì chẳng bao giờ thằng Khang tới trễ. Ngồi thêm một lúc thì thằng quân lên tiếng trước. Hay là cái thằng nhát chết đó không dám tới nữa. Bình thường thì nó to mồm trưng hẹn hôm nay đi kiếm thằng Bảo thì lại xun vòi lại. Đã thấy anh em mình phải bắt bằng được thằng Bảo, dạy cho nó một bài học, quay video lại làm bằng chứng để thằng Khang từ nay bứt đi hống hách đi tao là tao cay nó lắm rồi bà mày đồng ý không quân cũng là một thằng xưa nay nổi tiếng lì đòn trong nhóm lại luôn có những chiêu trò tinh quái khiến những đứa bị bắt nạt khóc thét so với khang thì quân còn có phần ngỗ ngược hơn ngà nỗi nhà có ông bố khái tính công tác trong ngành công an cho nên nó mới tiết chế bớt lại chứ nếu không thì cũng xưng hổm xưng bá từ lâu quần cũng chính là thằng đã thủ sẵn chay nước tiểu để đổ lên người của mạnh dạo nọ hôm sau biết tin mạnh chết mà nó còn ngồi cười như nắc nẻ lấy làm đắc thắng nghe quần nói vậy thì ba thằng còn lại đều đồng tình vì thằng nào thằng nấy từ lâu đã bị khang béo đè đầu cưới cổ sinh ấm ức lắm nếu lần này mà chúng túng được trùm trường, thì chắc chắn sẽ trở thành một đám có máu mặt Thằng Khang không đồng ý thì cũng phải chịu lép vế so với bọn chúng một vế. Nói là làm bốn thằng chuyển đến ngồi uống nước ở quán nước đối diện cổng trường, chờ bảo đi học về sẽ tìm cơ hội tiếp cận. Và may cho bọn chúng là hôm nay bảo chẳng hiểu tại sao lại không đi cùng tài xế và một vệ sĩ, mà một mình chạy xe tới một ngôi nhà trong con ngõ khá vắng. Đám thằng quân vội xách theo ba lô đựng bình xịt hơi cay, bám theo bảo tới ngôi nhà kia. Thế bảo dừng xe ngoài ngõ rồi đi vào bên trong ngôi nhà nhỏ. Quần cũng áp sát tới để nhìn cho rõ mọi động tĩnh của đối tượng. Từ trong ngôi nhà có một người phụ nữ có khuôn mặt đầy sẹo chạy ra đón bảo. Và bảo gọi người đó là mẹ. Thế vậy quân vội Trên điện thoại sẽ chụp lại hình ảnh của ngay người kia mà chắc mẩm. Trời, ta không ngờ chùm trường này lại có con mẹ gớm ghiếc thế ớn lại còn ở trong cái khu ổ chuột gì mà vừa bẩn vừa thối thế này để tao tung cái ảnh này lên cho nó mất mặt luôn ba thằng kia cũng tấm tắc khen quân cao tay lại còn cao tay hơn cả thằng khang cả đám ngồi chờ một lúc tới nhá nhem tối thì bảo cũng trở ra quân vội vàng ra hiệu cho ba thằng còn lại chuẩn bị đi theo đánh úp ở ngay ngoài ngõ chúng cầm sẵn bình xịt hơi cay vào mấy cây gậy bên đường rồi ngồi rình chỉ cần bảo đi qua là sông ra không cho bảo kịp trở tay và như chúng dự đoán bảo tuy học võ nhưng bị dính quả bình xịt hơi cay vào mặt cộng lúc có bốn thằng mập đè lên người thì không thể phản kháng nổi quân cởi phần chiếc áo thun nhét luôn vào miệng của bảo cho cậu ta khỏi kêu cứu, cứu rồi trói bảo lại mang tới một ngôi nhà kho cũ bị bỏ hoang ở gần đấy chúng trói bảo vào một cây cột giữa nhà kho liên tục chửi mắng đánh đập bảo một cách tàn nhẫn như tra tấn kẻ thù được một lúc đã thấm mệt quân ngồi vắt trên con xe đạp điện chiếu thẳng đèn vào mặt của bảo rồi nói nãy giờ chơi với anh cũng đủ rồi tụi tao chỉ cần mày nhớ tới cái mặt tụi tao lần sau mà còn ôn chuyện bao đồng nữa thì tao không chắc mày còn nguyên mạng nữa không đấy bảo nhận ra được cái đám nít thôi này từ đầu cậu cũng biết lý do chúng muốn kiếm chuyện với mình là gì nhưng lúc này chẳng có cơ hội trốn khỏi cái nhà kho cũ Sau bốn thằng đang vây quanh mình để ngồi yên chịu trận Bên ngoài có tiếng gió rít ầm ầm và tiếng lộc cộc đều đều trên nền xi măng cũ Như có tạo vật gì đó gõ xuống Thằng quân vội cử ra một đứa ra ngoài kiểm tra Xem có ai đang theo dõi không Nhưng thằng kia đi mãi đã hơn 5 phút không vào thì nó bực tức chạy ra vừa tìm thằng kia vừa chửi thề một tiếng về cái tội lề mề bên ngoài lúc này đã tối hẳn lại ở giữa khu nhà xưởng sản xuất gạch bị bỏ hoang lâu năm cho nên lại càng u tối tiếng nện xuống đất cộc cộc chậm rãi vẫn vang lên lúc thì ngay sau lưng lúc thì ở bên mạn kia của nhà kho khiến quân bắt đầu thấy hoang mang nhưng nó cũng là một thằng gan cốc tí liền lăm lăm cầm, cầm cây gậy gỗ Công bình xịt hơi cay trên tay Lừ lừ đi vòng quanh ngôi nhà kho tìm kiếm Tiếng gió rít giữa nơi quang quảnh mỗi lúc một lớn hơn Mấy miếng tôn cũ va đập vào nhau lầm rầm Nhưng quân vẫn không dừng lại Nó lẩn mò trong không gian tranh tối tranh sáng Để theo tiếng lộc cộc trầm đục ra khỏi khu nhà kho Rồi vòng ra một gò đất trống Bỗng có tiếng của thằng Tài riêng rỉ nho nhỏ đâu đó Cứu tao! Bọn mày đâu cứu tao! Quân giật bắn mình nhưng vẫn mạnh bảo đứng lại. Định hình nhìn xem tiếng rên kia phát ra từ đâu, rồi mò mẫm bước đi tìm kiếm. Nó soi đèn pin từ chiếc smartphone để dò đường. Thế nhưng mà cũng chẳng được lâu, thì ánh sáng tắt vụt. Và trong khoảnh khắc một tia chớp lóe lên, quân thấy một bóng người nhỏ thó đen nhèm đứng siêu vẹo, cùng đôi nạng gỗ đang hiện diện ngay ở một góc chân chân nhìn nó. Lúc này quân mới thực sự cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi mà mềm nhũn cả người, ngã ngửa ra nền đất bẩn thỉu, rồi cố gắng bỏ lùi về đằng sau chạy trốn. Cái bóng nhỏ thoát kia siêu vẹo từ từ đi tới, tiếng nàng gỗ lộc cộc đều đặn nện lên nền đất, càng lúc đến càng gần chỗ của quân, đang lê lết cố thu bình lại. Bình thường quân ghê gớm liều lĩnh là vậy, nhưng khi đối mặt với bóng ma của nạn nhân cũ, nó cũng sợ đến vãi tiểu cả ra quần chưa dừng ở đó bên tay cổ quân có một tiếng cười ma mị vang lên khiến đầu óc của nó quay cuồng trắng váng chống ngực đậm thình thịch dồn dập muốn trụi cả tim anh quân anh muốn đi chơi với em không xuống đây chơi với em Khởi về nói quân sợ đến mặt mũi tái nhợt mồi khai nồng của nước tiểu cùng mùi chất thải thấm qua đúng quần sộc thẳng lên mũi làm cho nó gập bụng nôn ói bằng hết đống thức ăn mới đánh chén lúc chiều khi quần đã nôn xong nó vừa ngước mặt lên thì cũng là lúc bóng ma của thằng bé chân gỗ đã đứng sát ngay cạnh và vào mặt của nó một luồng hơi lạnh như băng cùng mùi hôi thối của nước tiểu ủ lâu ngày như cái loại mà đợt trước nó dùng để đổ lên người của mạnh thế bóng ma của mạnh đang cúi xuống nhìn chòng trọng, trọng vào mắt của mình quân hòa lên khóc nức nở gập đầu lia lịa cầu xin mày tha cho tao tất cả đều là lỗi của thằng khang nó suýt bọn tao pháo mày chứ chứ bọn tao không cố ý tha cho tao đi mạnh tha sao ủa rồi lúc đó tao xin tha bọn mày có tha cho tao không thằng khang nó có suối mày đổ nước tiểu lên tao không hay là mày tự nghĩ sao tiếng của mạnh rít lên trong cơn gió dữ đang gào thét dưới ánh sáng yếu ớt của tia chớp thấy đôi mắt đỏ ngầu của thằng nhỏ chân gỗ quân lại càng ra sức chắp tay lại van xin liên tục để được buông tha nhưng quân lít người đến đâu thì bóng đen xì của mạnh lại đi theo đến đó đôi nàng gỗ nhấn lên chân của quân đau điếng mà nó chẳng còn sức để chống cự khắp không gian đều có mùi nước tiểu hôi thối và mùi chất thải vừa bị quân phóng uế ra quần lẫn vào tiếng gió rít là tiếng cười của mạnh the thé rùng rợn đến gai người Mày thấy mùi này kinh khủng không? Đau không? Mày thấy đau thấy thối lợm họng Mà sao lúc trước mày đối xử với tao như thế? Tao có đồng chạm gì tích tụi mày đâu Mà từ mày đối ác với tao quá vậy Bọn mày ác lắm Nhưng một lũ mối mọt vậy Thế nên bọn mày phải trả giá Phải chịu những gì đã gây ra cho tao Hiểu chứ hả Quân bị tiếng cười Tiếng nói cổ mạnh dọa cho hồn vía Bay hết lên mây nó bất lực nhắm tịt mắt xua xua đôi tay múp míp hy vọng hồn ma của mình không thể đến gần nói rồi bóng ma của mình cũng tan theo cơn gió tiếng đôi nặng gỗ cũng chìm dần vào cơn mưa đã bắt đầu xối xả thế không còn sự hiện diện của một vong hồn ở đấy nữa quần kinh hại đứng lên dùng hết sức bình sinh bỏ chạy khỏi khu nhà xưởng hoang vắng nó vừa chạy vừa khóc không dám quay đầu lại nhìn mà cắm cổ chạy trong đêm mưa tối tăm mù mịt. Nhưng nó vừa chạy ra khỏi khu nhà xưởng thì xa chân vào một cây hố sâu chứa đầy rác thải. Xung quanh chỉ còn tiếng mưa ào ào ắt đi tiếng kêu cứu của quân. Cứu với, có ai không cứu thôi. Cơn ngã mạnh vừa rồi khiến nửa thân dưới của quân đau buốt không thể nhúc nhích nổi nó cố bám víu và thành xi măng trơn tuột để trèo lên nhưng mà đôi chân lủng đẳng chẳng còn chịu sự điều khiển của bộ não nữa nó đành tuyệt vọng nằm ngửa mặt lên bầu trời đen thăm thẳm nước mắt chăn hòa cùng thứ gì mặn mặn tanh tưởi chảy vào miệng cơn mưa mỗi lúc một lớn dưới cái hố bẩn thỉu nước đang dành lên cộng rác thải ngang mặt quân nghĩ chuyến này thế là hết chẳng còn cơ hội để nhìn thấy ánh mặt trời nữa Dòng nước đầy dòi bỏ lúc nhúc hôi thối bổ vây lấy cơ thể béo phúc pháp của quân. Nó sợ đến tê cứng cả người. Lúc này mọi cảm giác đau đớn đã bị nỗi sợ xâm chiếm. Nên quân chỉ biết cố gắng há miệng ra, đếp từ ngụm không khí hiếm hoi đầy khó nhọc. Lẫn trong đó là mấy con giòi chui ra từ sắc chuột chết, cũng trôi theo vòng hầm thi nhau ngọ nguậy quấy đạp trước khi chui tuột vào dạ dày của quân hai mắt của quân nhắm nghiền lại nó bắt đầu thấy hối hận vì cái sự bồng bột bất kham của mình nó nhớ mẹ nhớ bố mơ hồ tưởng tượng ra ngôi nhà luôn ngập sắc hoa do mẹ bài trí mơ hồ thèm được nghe tiếng quát tháo của bố mỗi khi nó gây ra chuyện nhưng có lẽ đã quá muộn rồi nước mắt ứa ra hòa vào với dòng nước bẩn thỉu hôi hám quân mất dần đi ý thức chìm vào trong cơn mê nói về hai thằng còn lại đang canh bảo trong nhà kho chờ mãi cũng chẳng thấy quân và tài quay lại thì có phần hoảng lắm bình thường hai thằng này cũng chỉ a dua theo tuổi thằng quân thằng khang để lấy tí số má trong trường chứ thực ra là gan thỏ đế nhát chết bảo quan sát thấy hai thằng trung và thông hết đứa này đứa khác đi ra đi vào lo lắng sốt ruột bấm điện thoại gọi liên tục mà quân và tài vẫn bật vô âm tín thì biết chắc chắn là hai thằng kia đã có chuyện chẳng lành. Nếu không chúng chẳng dễ dàng gì buông tha cho bảo, có khi còn quay lại hành cậu thêm một trận nữa cho bỏ cơn tức. Bà cố gắng luồn từ hai cánh tay bị trói nghiến đằng sau để thoát ra. Câu mày bố đã dạy cho nhiều kỹ năng sinh tồn, cho nên chỉ một lúc sợi dây đã được nới lỏng. Lúc này ánh mắt cũng đã bớt bỏng rát, có thể mở ra nhìn thấy rõ ràng dù vẫn còn cây rẻ nhân lúc ngay thằng kia đang thấp thòm ngó nghiêng ngoài cửa bảo đã thoát ra được ngoài từ từ đi lại táng cho ngay thằng nít hôi mỗi đứa một đạp vào bụng ngã lặn xuống nền xi măng bụi bặm chưa để cho chúng có cơ hội ngóc cổ dậy bảo nhằn cây gầy gỗ dưới sàn nhà lên đánh tới thấp vào người của bọn chúng mỗi cú đánh của bảo đều rất chất lượng và xứng đáng với 10 năm khổ luyện ở lò đào tạo võ Càng đánh bảo lại càng xôi máu Vì mấy thằng nít xanh này Giám lý ảnh của mẹ cậu rất đỉnh bêu diếu Lại còn vì chúng mà một cậu em bảo mấy quen Không biết phải bỏ mạng oan uổng Trung và thông như hai bị thịt Chẳng quen vận động bao giờ Cho nên to béo và yếu xìu Cũng chẳng có bất cứ kỹ năng nào Cho nên đành nằm dưới đất chịu đòn Máu từ mắt mũi miệng ứ ra Cùng với mấy cái răng rơi ở dưới đất xe ánh đèn của bốn chiếc xe đạp điện đối với trung và thông thì cái bóng của bảo lúc này như là tư thần mà hai đứa ôm đầu khóc lóc xin tha nhưng vẫn ăn vụt liên tục vào người cảm tưởng như là đánh thêm vài nhát nữa sẽ lấy mạng hai thằng thì bên tai của bảo như có một tiếng nói nho nhỏ lẫn trong gió vọng tới khiến cậu ngừng lại anh đừng đánh chúng nó nữa cho nó không đáng để anh bẩn tay đâu bà hoang mang nhìn xung quanh tìm kiếm thế nhưng chỉ thấy bên ngoài là một màn đêm đen đặc cộng với cơn mưa vừa chút xuống suối xả những giọt nước nhỏ từ mái tôn cũ rơi xuống trên mặt của cậu ướt lạnh tiếng nói vừa rồi lại thì thầm bên tai em cảm ơn anh đã vì em mà tính sổ với bọn chúng nhưng anh đánh nữa là chúng chết mất không đáng đâu anh ạ à. em sẽ có cách lúc này bà mới dám tin vào tay của mình cầu khó nhọc hỏi lớn Mạnh em ở đâu Em vẫn ở đây Hay bên cạnh anh Anh bỏ gậy xuống về nhà đi anh Bố đang chờ Khi đã định thần lại Thì chắc chắn mình không bị ảo giác Hay giọt nước mắt xúc động khẽ rơi Trên gương mặt rắn giỏi So với tuổi 17 của bảo Cậu khẽ gật đầu rồi tín lại Chiếc ba lô của mình đang vất dưới đất Bấm số để gọi cho bố đến đón Đêm hôm đó người của bố bảo cũng tới, đã vớt được tài và quân đang nằm ngất dưới đất, đang nằm ngất dưới hai cái bể phút cũ. Chẳng hiểu vì sao mà miệng hố lại lộ ra để cho ngay thẳng rơi xuống. Quân đường đưa tới bệnh viện cấp cứu cùng vết thương rất nặng do chấn thương cột sống và nhiễm trùng máu. Còn Trung và Thông cũng được chẩn đoán gãy mấy cái xương sườn, gãy bốn cái răng cửa nhưng được xác định là do bảo phòng vệ chính đáng. Với cái uy của bố bảo thì chẳng có phụ huynh nào muốn cứu nại nữa. Vì dù sao con trai họ không dưng đi bắt cóc, đánh đập mà sát con của chùm bảo kia làm gì. Mấy ngày nằm trong viện, bọn Trung Thông và Tài mới biết thằng Khang bị tai nạn chấn thương sọ não, vẫn đang nằm hôn mê trong căn phòng chăm sóc đặc biệt. Ngày đầu vỏ não của nó còn phải mang đi chăm sóc cấy ghép gì ở ngoài Hà Nội. Khả năng sống của nó cũng không cao nếu có sống thì cả đời cũng gắn liền với chiếc xe lăn, thậm chí là đầu óc còn không được bình thường nữa. Bố mẹ nó nghe tin thằng con cầu tự xảy ra chuyện tức tốc bay từ Mỹ về, chuẩn bị các thủ tục để đưa nó ra nước ngoài chữa bệnh. Còn thằng Quân có vẻ khá khẩm hơn, nó tất tỉnh lại sau khi được các bác sĩ cấp cứu. Tuy nhiên tinh thần vẫn rất hoảng loạn, chỉ những lúc ngủ còn nếu không nó sẽ làm nhảm kêu khóc những tiếng rất đáng sợ. Mạnh, mày tha cho tao Tao muốn sống, tao muốn sống Lối của tao, nhưng tao vẫn muốn sống Thế thằng con trai đang khỏe mạnh Tự dưng sinh ra quẫn trí Mà bố mẹ nó không khỏi đau lòng Nhất là khi bác sĩ thông báo Quân bị liệt mất một bên chân trái Do tổn thương đốt sống Khi rơi từ trên cao xuống hố sâu Mẹ quân quá bàng hoàng Tiếng mức ngất điểm ngay trước cửa phòng cấp cứu Khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra trong khi quân và tài ra khỏi căn nhà kho cũ, cả Trung và Thông đều lắc đầu không biết. Chỉ đến khi đường tiêm một mũi an thần, tài mới bình tĩnh lại. Nó ngồi có giống trên giường khóc nóc nức nở, kể với bố mẹ của mình và phụ huynh của ba thằng bạn. Hôm đó quân sai con ra ngoài kiểm tra xem ai đang theo dõi tuổi con. Con nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng gõ lộc cộc ở đằng trước nên con đi theo. Rồi con thấy cái thằng nhỏ chân gỗ nó, nó đứng ở đó. Nó hù con chạy rồi con rơi xuống hố. Một lúc sau nghe tiếng quần nó đi kiếm. Nhưng mà con gọi mà nó không nghe. Lại còn đứng ở trên khóc lóc nói chuyện với ai đó. Con chắc chắn nó cũng bị thằng chân gỗ dòa. Thằng chân gỗ là thằng nào? Mày nói xem để mẹ đến tận nhà nhà nó bới cả ra phải nhà nó lên. Mẹ nó sốt ruột hỏi. Thế nhưng có lẽ mẹ Tài cũng không ngờ được rằng thằng bé chân gỗ chính là thằng Mạnh Thằng bé lớp 7 dạo trước bị con mình bắt nạt Rồi chết cục trên đường sau khi bỏ nhà đi Vụ việc đó chấn động gia đình họ và nhà trường mấy ngày liền Nhưng tất nhiên là chẳng động lại trong đầu họ quá lâu Vì nỗi lò cửa máu gạo tiền đấu đá trên thương trường nhanh chóng cuốn họ đi Đến nước này thì Tài đành phải kể lại toàn bộ sự việc bọn nó bày trò chọc phá thằng Mạnh như thế nào và bây giờ đang bị ám ảnh ra sao vừa kể tài vừa run lên cầm cập nước mắt nước mũi chăn hòa như thể bản thân vẫn đang bị bóng ma của mảnh đeo bám thế thằng con của mình như đang sắp phát điên vì sợ mẹ tài cũng chẳng biết phải làm sao cô ta cùng mấy vị phụ huynh của ba thằng con ngồi lại túm tóm vào một góc ngoài hành lang bệnh viện vừa đổ lỗi cho nhau không biết dạy con để nó đi lôi kéo bạn bè gây chuyện vừa lo lắng không biết làm thế nào để bóng ma cổ mạnh buông tha cho con của mình còn ngọc từ ngày con chết ngọc cũng chẳng buồn về quê thấp lên mộ con nén hương vì giờ đây trong ả à đã mang một sinh linh mới dù chưa biết con trai hay là con gái nhưng mà người tình già cũng vui mừng ra mặt Cho ngọc tiền bà không tiếc tay lại còn đầu tư cho cả một món tiền kha khá để mở một trung tâm spa ngay sau khi sinh con số tiền mà ngọc giữ của mạnh thường quân đồng hộ cho mạnh cũng đã sớm tiêu hết cho nên bây giờ có về quê cũng chẳng biết ăn nói sao với bà minh thế nên ngọc coi như mẹ mình cũng đã chết với đứa con tật nguyền của mình ngọc cũng chuyển về ở hẳn trong căn biệt thự mà mới mấy tuần trước mẹ đẻ và con mình sinh sống à mà nghiên coi mình là bà chủ của căn biệt thự sang trọng này thế nhưng cũng từ khi chuyển về đây chưa đêm nào Ngọc được ngủ ngon lành, vì cứ chập chờn vào giấc ngủ là có tiếng gõ lộc cộc ở ngoài sân. Lúc gió lúc mờ nhưng tiếng gõ đó ám ảnh trong đầu óc, khiến cho Ngọc bị mất ngủ suốt một tuần trời. Trong một đêm mưa gió người tình già lại chẳng tới thăm, Ngọc chán nản ngồi tựa vào đầu giường suy nghĩ một lúc, rồi liều mình bấm số gọi cho gã trai trẻ mà Ngọc đang qua lại và cũng là tác giả cái thai trong bụng mình. Chỉ 30 phút sau ngoài cổng có một chiếc taxi dừng lại và gã kia nhanh chóng đổi mưa chạy vào nhà. Thế Ngọc nón nà phơi phới nằm trên giường sẵn, gã chẳng thèm nghĩ tới nhiều cái thai trong bụng của Ngọc mà lao vào ngấu nghiến. Hai kẻ đã bất chấp tất cả rồi ôm nhau nằm ngủ như một cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc, chứ không phải là một cặp mèo mả gà đồng. Đang cuộn tròn trong vòng tay của tình trẻ thì tiếng lộc cộc ngoài sân lại làm cho Ngọc tỉnh giấc. Lần này trong nhà có người cho nên Ngọc không hề sợ hãi mà bực tức khoác cờ chiếc áo sơ mi đi ra ngoài để kiểm tra. Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng Ngọc dám ra khỏi nhà vào nửa đêm như vậy. Bởi không phải ở trong sân mà cái tiếng lộc cộc kia phát ra từ một bóng người nhỏ thó đen nhèm nghiêng ngả đi qua đi lại ngoài cầm cùng hai chiếc nạng gỗ. Sẽ ánh đèn đường vàng vọt chẳng khó để Ngọc biết đây chính là mạnh đứa con trai mình vừa mất thế nhưng ả à vẫn rùng rời chân tay như người trúng gió chết chân tại chỗ khi cái bóng của thằng bé dừng chiếc cầm đưa đôi mắt u buồn và nhìn ngọc mạnh ôm chặt kính cầm dù đứng ở xa nhưng tiếng nói của mạnh vẫn xuyên qua màn mưa dày đặc thấu tới tận tâm can của mẹ nó mẹ lấy hết tiền của con rồi có còn nhớ con không câu hỏi này như là xoáy trúng tim đen của ngọc à run dày lạnh toát cả người. Chiếc áo sơ mi khoác hở cũng chẳng cản nổi những đợt gió gai ốc đang dựng lên khắp tay chân. À lắp bắp sợ hãi nói không thành lời. Mẹ xin mày, tiền mẹ cũng đã dùng nộp viện phí cho con rồi mà. Về số còn lại mẹ mang đi tiêu hết thì sao? Bà ngoại cũng sắp mù cả ngay mắt. Sao mẹ không đưa tiền của con về cho bà chữa bệnh? Mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ kiếm tiền trả lại cho con. Ngọc sợ hãi luống cuống tránh né cặp mắt dò xét của Mạnh. Thằng bé vẫn không chịu bỏ đi, nó ghé sắt vào cánh cổng hỏi thêm một câu, khiến mẹ nó chẳng biết trả lời sao. Mẹ có coi con là con không? Mẹ sinh ra rồi bỏ con đi như vậy, thì sinh con ra để làm gì? Để cuộc đời con phải khổ. Con có mẹ mà nào khác gì đứa mồ côi? Mẹ có giây phút nào nghĩ đến con chứ mẹ? Lúc con đau nhất mẹ ở đâu? Tiền để con chữa bệnh mẹ mang đi cho bố của em con tiêu hết. Em mới sinh ra bởi một người như mẹ, rồi cuộc đời nó cũng bất hạnh như con thôi. Mẹ ác lắm. Từng lời từng lời của thằng bé con như là cứa vào tim gan của Ngọc. À vừa sợ hãi vừa xấu hổ không dám ngước mắt lên nhìn vào đứa con tội nghiệp, đang phi mình dưới màn mưa đen thẳm. Mày nói xong thì nó cũng lầm lũi lê bước chìm vào cơn mưa đêm, chẳng ngoái đầu nhìn lại, mà kể cho ông trời an bài số phận của mẹ nó. Sáng sớm ngày hôm sau chẳng biết bằng cách nào mà chính thất của người tình già bất ngờ có mặt trong căn biệt thự nơi mà Ngọc đang tặng tiểu với gã người yêu trẻ. Bà ta thấy Ngọc đang ngủ cùng gã trai trẻ trên giường của mình thì lồng lên nhảy bộ và giật ngược tóc của Ngọc ra sau. Vừa túng chặt tóc vừa tát liên tục vào mặt của à đàn bà lăng loạn đến chảy cả máu miệng. Các trai trẻ thấy người yêu bị đánh thì cũng chẳng dám lên tiếng. cuốn vội cái chăn nép vào góc tường. Vì còn có hai người đàn ông mặt mũi bẩm trợt đi cùng chính thất. Đang lử mắt lượm gã. Tế ngầm tới khi lòng bàn tay đỏ ửng lên. Bà chính thất mới rút điện thoại gọi cho chồng tới xử lý bộ nhí của mình. Khỏi phải nói khi Thích Ngọc chỉ hở hứng chiếc váy hai giây, công gã trai trẻ không mảnh vải che thân, đang cò dò trong góc phòng ngủ, Ông Mai người tình già của Ngọc vừa tức vừa nhục đến muốn cả thổ huyết. Lão ta tiếp tục tát một cái như trời giáng vào mặt của Ngọc, rồi lấy à xanh sạch ra ngoài đường khóa trái cửa lại. Mà kể đứa con trong bụng Ngọc là con của ông hay của gã khác. Thế thằng bộ trẻ của Ngọc vẫn đứng trong góc nhà xanh mặt như nít nhái. Ông Mai thổi cho gã một trận cho thỏa cơn hận, rồi vứt lên thùng xe chở thẳng tới cơ quan. Mà gã đang công tác theo tin tức bà chính thất tất điều tra được mới thả xuống. Vậy là chỉ trong một buổi sáng giấc mộng phù hoa của Ngọc đã tan nát, không tiền không nhà cùng bụng mang dạ chửa. Ngọc lang thang như người mộng bị trên phố, à gõ cửa từng nhà người bạn trong hội săn bố già, nhưng chẳng ai dám chứa chấp Ngọc. Là bởi vì họ đều đã bị bà chính thất của ông Mai gửi quà gần mặt trước. Cực chẳng đã Ngọc đành chui giúp đều đường xó chợ xin tiền người qua đường để có cái ăn và mua vé xe trở về miền Tây để bà Minh kêu mang giúp đỡ. Còn Khang sau khi được bố mẹ đắp cho một núi tiền thì đã tỉnh trở lại trong bệnh viện. Nhưng cũng trở nên điên loạn, mồm miệng lúc nào cũng ú ớ gào thét như là trẻ linh hai. Thế đứa con cầu tự bị như vậy, bố mẹ của Khang đau xót lắm. Nhưng mà họ vẫn không tin việc này có liên quan đến một hồn ma cũng chẳng tin thằng bé ngoan ngoãn ngày nào lại trở nên đổ đốn như lời những phụ huynh khác của mấy thằng bạn của khang đến khi bác sĩ cũng lắc đầu bó tay kể cả các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành được mời từ bên mỹ về để hội chuẩn có kết luận khang không còn khả năng phục hồi trí não thì họ vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó khang sẽ tỉnh táo trở lại ngồi nhìn thằng cháu mỗi lần hết thuốc an thần lại gào rú lên như những tiếng kêu kinh dị Thằng chân gỗ mày cút đi Mạnh ơi tha cho tao Thì lúc đó bà nội của Khang như là phát điên Bà điên cuồng muốn đi tìm người nhà của thằng bé chân gỗ để trả thù Ngồi cùng bốn vị phụ huynh của trung quân tài thông trong căn biệt thự ven sông Bà nội Khang nghiến răng trèo trèo Mặt mũi hầm hầm như là muốn ăn tươi nuốt sống Kẻ đã gây ra nghiệp chứng cho cháu của bà Mà giết lên từng tiếng qua kẽ răng tôi phải về tận quê cái thằng nhỏ đó bới mà nó lên xem nó gan lì gì mà 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 dám hại cháu đích tôn của nhà tôi mẹ của quân nghe vậy thì cũng ủng hộ nhiệt tình vì cô ta cũng đang sẵn máu điên trong người từ khi biết quân không còn khả năng đi lại miệng lúc nào cũng kêu la tên của thằng bé chân gỗ nghèo hèn kiết xác thì không hỏi căm hận biết mẹ của mình đã nói là làm lâu nay bà chưa từng ngán một ai trên đời này cho nên mẹ khang vội đứng ra khuyên nhủ mẹ ơi con của con bị thế con cũng thương cũng xót lắm nhưng mẹ và mọi người phải tỉnh táo lại bác sĩ đã kết luận thằng khang thằng quân và mấy đứa khác đều dương tính với ma túy cho nên mới bị tai nạn như vậy chứ trên đời này làm gì có ma cỏ giờ dạ thay vì về tận biển tây động mồ động mà người ta thì ở trên này lo tìm thầy giỏi mà chữ trị cho con cho cháu cô thoan cũng vậy thằng quân nhà cô cũng chưa phải hết cách cho nó sang mỹ xem thế nào chứ bới mồ người chết lên có giải quyết được gì đâu có khi lại còn tăng thêm nghiệp cho con mình bà nội của khang lườm con dâu cháy mặt rồi bĩu môi ngúng nguẩy nói mát vâng cô thì học cao biết rộng nhưng mà con cô là cháu đích tô nhà tôi tôi phải đứng ra đòi lại công bằng cho nó cô tưởng sang mỹ mà giỏi hả sang đó rồi cái thằng chết bờ chết bội kia nó theo nó ám thì chữa thế nào nghe tôi đi thì kinh doanh phát đạt như vậy cũng là vì tín tâm mà có. Chứ làm ăn sòng phẳng ấy à, cháu cũng chẳng có mò húp nhé. Nơi đoàn bà quay sang mẹ của thằng Quân nói như chỉ đạo. Cô toàn liên hệ với thầy tốn đi. Chiều nay xuất phát, ai theo thì theo, không theo thì mai sau con cái bị làm sao ráng chịu. Dạ bác. Mẹ của thằng Quân vốn là một quản lý trong một cửa hàng trang sức của bà nội Khang cho nên luôn răm dấp nghe theo mọi sắp xếp của bà ấy như là chó nghe lời của chủ. Thằng con độc đinh lại bị liệt ngồi một chỗ, vẫn phải hỗ trợ thuốc mới giúp nó không bị kích động, hoảng loạn như một người điên thì lại càng muốn thực hiện cái kế hoạch táo tợn kia cùng với bà nội của Khang. Chỉ riêng bố mẹ của Khang và ba nhà còn lại thì đã nhận thức được sự việc nghiêm trọng của sự việc, cho nên hết sức ngăn cản, dù bị bà già hơn 60 tuổi chửi như tát nước vào mặt rồi đuổi hết ra khỏi nhà. Ăn cơm chưa xong, bà nội của Khang cùng mẹ thằng Quân lái ô tô đi đón ông thầy chuyên làm bùa ngải để yểm đối thủ ở tiệm vàng bà nội Khang, rồi phóng thẳng về quê của mình. Bà già mưu Mô còn không quên sắp xếp thêm bốn gã đàn ông cao to bậm trợn đi cùng, phòng trường hợp đang làm lễ yểm mộ thằng bé, có người đến quấy phá. Đoàn người hung hãn về đến nơi thì cũng đã gần 11 giờ đêm, mẹ thằng Quân từ chưa đắt thuê được một gã ma cô ở địa phương cho nên chỉ lòng vòng vài đoạn đường đã tìm được tới một ngôi mộ nhỏ của Mạnh, nằm ngoài nghĩa địa của xóm nghèo. Theo chỉ đạo của ông thầy Tốn, bốn gã đàn ông kia chia nhau ra canh gác, còn bà nội thằng Khang bê bắt máu chó mực đã được ông ta chuẩn bị từ Sài Gòn, ra đặt trước nấm mộ của bé Mạnh. Mộ thoan thì bày la liệt nào là muối nào là đinh sắt, mảnh sàn vỡ, và một con búp bê tết bằng dơm lên mặt đặt cho ông thầy chuẩn bị làm lễ, Kinh tới khi mây kéo đến che hết mặt trăng, ông thầy bắt đầu xếp bằng chiếc ngôi mộ lầm nhầm đọc những bài chỉ chú bằng tiếng phạn. Càng đầm gió lại càng nổi lên hất tung bụi cát bay mù mịt. Đọc xong ông ta bê cả tô máu chó mực đã đông đen đặc, hất vào bài vị của thằng nhỏ, rồi châm lửa đốt ba lá bùa vàng. Với lúc đó thì một tiếng nổ lách tách vang lên, cùng với làn khói trắng thoát ra khỏi mộ, Ông ta nhếch mép cười một cách đầy thâm đồng rồi tự tay đóng đinh và giữ chán con búp bê dơm, mới đất chôn nó xuống ngay dưới bài vị. Sau suy ông ta ra lệnh cho con mẹ thoan chôn sâu các mảnh sảnh vỡ xung quanh nấm mộ nhỏ và rắc mối lên trên để hoàn thành bước cuối cùng, yểm ngôi mộ của một thằng bé con vô tội. Rồi đây, từ nay nó không còn trở lại quấy phá con cháu mấy người nữa. Về nhà cứ yên tâm cây cao gối mà ngủ, rồi đưa chúng nó đi chữa bệnh chắc chắn sẽ khỏi. Nghe thầy nói vậy hai người đàn bà kia mừng ra mặt, dối luôn vào tay này của thầy tốn một bọc tiền 500 ngàn mới cứng, rồi cả đám lên xe đi vào thị xã ăn uống, thuê khách sạn nghỉ lại qua đêm. Sáng hôm sau về tới Sài Gòn, nghe các bác sĩ thông báo cả Khang và Quân đều có những biểu hiện tích cực hơn về thần trí. Đỡ là hết hơn ngày thường, nếu tiếp tục duy trì sự tiến bộ như này thì có thể cai thuốc an thần trong vài ngày nữa, khiến bà nội và mẹ của hai thằng sung sướng như bắt được vàng. Thế nhưng mà vui mừng chưa được bao lâu, thì quả báo đã sớm tìm đến với những kẻ ra tay yểm mộ thằng bé con vô tội. Trong buổi tối muộn từ ngoài tiệm vàng về, bà nội của thằng Khang vừa đánh xe vào gara, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nền xuống đất lộc cộc, cùng một mùi hôi tanh lợm giọng bốc lên nồng nặc. Phía bản tính chua ngoa, bà ta định phi ra ngay, đang nghiến ngay người làm vì tội để cho nhà cửa của bà ta có mùi như là xác chết thối giữa ấy. ấy thế mà cái miệng há ra chưa kịp cất tiếng, thì bà ta phải cứng họng không thốt được nên lời. Bởi ở trước cửa gara đang có một thằng bé gầy gò, đen nhẹm, nghiêng cổng với đôi gậy gỗ đang nhìn bà ta để căm hận. Từng thứ thịt tím đen từ từ rã ra rơi xuống đất, lẫn với đó là tiếng nước dịch vàng đục lờ lợ chảy lan thành từng vũng chỉ trong tích tắc người thằng bé chỉ trơ ra một bộ xương đen bị thiếu mất đi một chân trái và nó đang dần nhích lại nơi bà già đang đứng nhờ sự hỗ trợ của đôi nạn gỗ từ trong không gian vọng lên một tiếng cười phẳng phất mong manh mụ già độc ác tôi tìm thấy bà rồi bà nhớ tôi không mày mày là thằng chân gỗ đó hả bà nội thằng Khang hồn ví tiêu tán mồm miệng cứng đờ vừa ú ớ được vài từ vừa ngã rúi rồi vào bên trong ô tô thằng bé vẫn không dừng lại nó nhòi người theo ghé sát theo chiếc đầu lâu nhỏ xíu vào mặt của bà nội thằng khang và ra một thứ mùi hôi tanh của máu lẫn thịt người đang trong thời kỳ phân hủy rồi nói tiếp ờ à, bà vẫn chưa quên tôi đâu nhỉ tôi làm gì nhà bà mà bà ác với tôi như vậy À nhà bà ác theo ghen Ác từ trong ra phả ác ra mà đúng không Thằng Khang cháu của bà tự gây ra tai nạn Tôi còn chưa đồng tới một sợi lông của nó Vậy mà bà đã kéo người tích yểm mộ của tôi Đổ máu chó lên người tôi khiến tôi chết rồi vẫn còn phải chịu đau khổ Bà già này bà ác như vậy Thì sống làm gì để hại đời hại người hả Phơi đầy bộ xương của thằng bé con ra rồi lao nhanh vào bên trong góc gara nơi mấy tuần trước thằng Khang cũng co do ngồi ở đó kêu khóc vì gặp hồn ma của bé Mạnh. Bà ta vội vàng suy sụp xuống dập đầu van lại. Tao xin mày, mày muốn gì tao cũng đến cho mày. Cũng tại tao tưởng mày quấy phá cháu tao, cho nên tao làm ơn tha cho tao. Thế nhưng tội nghiệp của bà ta cũng đã thấu tít tận trời xanh. Chỉ vừa dứt lời bà ta đang há hốc mồm, mắt trợn ngược trắng dã vì quá sợ hãi mà Lincoln đau tim. Bà nội thằng Khang đột tử trong gara với tư thế rất quỷ dị. Bà ta quỷ gối trên đất từ hẳn lưng vào tường trông ra, chết không kịp nhắm mắt. Ở bên kia mẹ của thằng Quân cũng vừa tàn buổi tiệc giới thiệu sản phẩm mới ở cửa hàng trang sức. Là người quản lý được bà nội thằng Khang tín nhiệm nhất. Cho nên Thoan luôn là người ở lại cuối cùng của cửa hàng cất những sản phẩm có giá trị lớn vào kết sắt bảo hiểm và tối nay cũng vậy. Mộ ta dù hơi chích choáng men rượu nhưng vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình rồi mới dám bàn giao cửa hàng cho đội bảo vệ trực đêm. Khi mang năm sợi dây chuyền mặt ngọc đi lên kho chứa kết bảo hiểm, Thoan cẩn thận nhập mật mã lên nút bấm rồi đặt luôn mấy đồ quý giá mới được gia công vào trong đó. Đây đều là sản phẩm độc quyền của bộ sản phẩm mới. Nó có giá trị rất đắt về chất lượng mấy miếng ngọc này đều thuộc vào hàng quý hiếm. Thế nên khi đã khóa hết cửa bảo hiểm, Thoàn vẫn chưa yên tâm, còn đưa tay từ kéo cánh cửa kiểm tra thêm lần nữa, rồi mới đứng lên đi xuống tầng. Vừa rời tay khỏi cánh cửa bảo hiểm thoan giật nảy mình khi đằng sau gáy cô, vừa có một luồng hơi lạnh như băng vả vào, Cộng với đó là tiếng gõ lộc cộc trên đền đá hoa mỗi lúc một rõ. Đến trong phòng kho cống chớp tắt linh hồi rồi tắt ngúm, Bên tai của cô văng vẳng một giọng nói của trẻ con lạnh lót. Cô Thoan, tại sao lại im mộ thôi? Nghe thêm mấy tiếng nói này vọng lại như đến từ âm ti địa phủ, bồi vội vàng tháo chảy ra khỏi cái kho trang sức. Nhưng cánh cửa sắt chống trộm đã được thiết lầm chế độ tự quá bên ngoài từ bao giờ. Một cô sức kéo ra rồi lần mò bấm nút gọi khẩn cấp, cũng chẳng hề có bất cứ tín hiệu nào phản hồi trong căn phòng này luôn được cài đặt nhiệt độ thấp và ổn định để tạo điều kiện bảo quản tốt nhất cho những món trang sức quý giá vậy mà chẳng hiểu sao giờ đây nhiệt độ đã tăng cao đột ngột dù chính tay thoan đã căn chỉnh nhiệt độ phù hợp căn phòng trở nên nóng nực ngột ngạt cùng mùi hôi thối như là mùi sắc chết ngập tràn xung quanh Một thoan ngồi xuống gầm bụng ói sạch rượu và thức ăn đã dùng trong bữa tiệc hồi tối rồi cố tựa vào bờ tường để nghe ngóng tình hình. Giọng nói vừa rồi lại tiếp tục vang lên bên tai. Cảm giác bị giam cầm có khó chịu không? Có đã giam tôi như vậy đấy sợ không? Một tà kinh hãi có dũng người lại thu luôn ngồi trong bóng tối, lắc đầu quậy quậy trực khóc. Không, tôi không ra ai cả. Mồ vừa dứt lời thì tiếng nền cổng cọc trên nền đá lại đều đều vang lên, Cùng với tiếng cười chói tay vọng khắp căn phòng đang bị khóa kín khiến trong bộ ta như là muốn trùy tim vì sợ cô không giam ai cả sao thế tôi thằng bé chân gỗ này thì ai giam cô muốn tìm tôi báo thù cho thằng quân con cô nhưng tôi đã làm gì đó mà cô hại tôi thi thảm như vậy chính nó đã tự chuốc lấy nghiệp báo còn tôi kể cả lúc sống cho tới khi chết chưa một lần làm hại con cô Vậy mà mẹ con các người độc ác đối với tôi vậy đó hả? Lúc này mộ thoan đã nhận ra tiếng nói đầy thù hận kia là của thằng bé con mà à cùng bà nội thằng Khang tích yểm mộ mấy tuần trước. Cô ta thất kinh mặt cắt không còn giọt máu, nhưng bản tính gây gớm ngang ngược vẫn không chịu khuất phục. Lại còn lớn tiếng thách thức. Mày không hại con tao, thì sao nó luôn miệng gọi tên mày xin tha hả? Chính là mày, mày đã hiện hồn về ám nó, còn tao nó có làm sao thì ta không chỉ yểm mộ mày không đâu Ta còn tới bới mạ mà của mày lên Hốt cốt thả trôi sông Xem mày có còn quay về phá nhà ta được nữa không Tới giờ này cô vẫn không biết mình sai ở đâu sao Thằng quân con cô nó hại tôi Tôi còn chưa muốn tính sổ với nó Nó từ bày mưu hại người Mấy tí tuổi đầu mà độc ác Nên mới phải gánh tội nghiệp như vậy cô vẫn cố bao che cho con của mình thì chính cô mới là người hại đời của nó thoàn định lên tiếng trời bới tiếp thì cánh cửa kho trang sức cũng bật mở may mắn cho ả à là hai người bảo vệ chờ mãi không thấy thoàn đi xuống cho nên đã lên đây để kiểm tra phát hiện cánh cửa đã khóa bên ngoài nhưng họ vẫn liên hệ với đội trưởng đội an ninh ông ta mới mở cửa vào trong tìm kiếm khi mà thích thoan đang thoi thóp thở trên sàn mặt mũi trắng bạch hoàng sợ cạnh bãi nôn thì ai nấy đều ngầm hiểu với nhau rằng cô quản lý vì uống say quá mà thao tác nhầm khiến đột ngộ căn phòng tăng lên cao đến mức suýt nữa thì đã tự giết mình ở bên trong tối hôm đó bộ thoan về nhà mà trong lòng vẫn không khỏi run sợ mồm nói cứng là vậy nhưng vẫn liên lạc với ông thầy bùa và trình bày lại sự việc vừa rồi ông ta nghe thoan kể xong thì hốt hoảng kêu lên không xong rồi Phải trở lại mộ thằng nhỏ đó một chuyến Nếu không cả tôi cô và bà chủ đều gặp nạn mất Đúng một giờ đêm ông thầy tốn và thoan lái xe về quê của mình Lại đang gặp mùa nước nổi cho nên khi tới nơi Cả hai con người khốn nạn chỉ biết ngao ngán Nhìn một cánh đồng trắng xóa toàn nước là nước Ông thầy thở dài thất thiểu quay lại xe ô tô Cậu đang ngập tới nửa cái bánh xe mà cảm thán Đúng thật là tôi không ngờ mộ thằng bé đó đắp trên cái gò cao vậy Mà giờ cũng thấy mỗi cây nóc đất Năm nay nước lên cao quá Có khi nước nó sói trôi cả con hình nhân tôi yểm bên dưới rồi Nghe vậy mộ thoan mặt mũi biến sắc thất kinh hỏi Nếu vậy thì sao hả thầy? Bây giờ phải làm sao? Thì thằng bé kia không bị yểm nữa chứ sao Chỉ sợ nó bị yểm sinh ra oán hận càng nặng Cô và bà chủ phải cẩn thận nó tới kiếm để báo thù Tôi thì không lo lắm vì trong đảo ra đất được chấn điểm rất kỹ, ma quỷ khó mà tới cản quý được. Ôi trời đất ơi, giờ tôi phải làm sao? Trời ơi lại còn hết pin nữa, không gọi được cho bà chủ xuất hết cả ruột. Mùa thoan ngửa mặt lên kêu trời. Ông thầy bùa đứng bấm đồn một lúc sau rồi sầu não trước miệng. Tây e là bà chủ gặp chuyện rồi. Còn cô về Sài Gòn tôi cho một lá bùa, có thể hạn chế được một phần. Chờ ngày nước rút thì quay lại đó làm lễ tạ đó, may ra nó tha cho ngay rồi hai người lên xe quay về sài gòn rồi cơn mưa lại kéo đến đầm tã đi được một đoạn thì mộ thoan phải thắng phanh gấp vì suýt nữa lao xe xuống miệng cống bởi con đường đất lúc này hoàn toàn chìm trong biển nước chẳng còn thấy lòng đường ở đâu một lò nắng ngó quanh để tìm kiếm người trợ giúp nhưng mà ở đây là nước lạ cái lại đang đứng giữa cánh đồng chẳng biết đi lối nào mà kêu cứu, cứu. Nước lũ mỗi lúc dành lên càng cao hơn, khiến con xe ô tô cũng chấp chới theo từng dòng nước cuồn cuộn chảy qua. Càng lúc mưa lại càng to và nước từ khắp nơi đổ về như thác. Bất ngờ một đoạn đường đất bị nước chảy xiết cuốn trôi và con xe ô tô cùng bộ thoan vì vậy mà cũng bị cuốn trôi theo dòng nước đục ngầu như là màu mắt thù hận. Hai kẻ khốn nạn tuyệt vọng kêu cứu, cứu khi mà chiếc xe đã trôi ra giữa con kênh mà giữa mênh mông biển đức này chẳng ai có thể nghe thấy. Trong giây phút cuối cùng Mộ Thoan thích ở trên gò đất đằng xa, có một thằng bé chống đôi nạng gỗ đang nhìn con xe của Mộ chìm dần vào trong lòng kênh đầy nước. xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo